Tin Vatican Giáo hội tôn phong bốn đấng đáng kính mới Sáng ngày 5 tháng 7, sau khi tiếp Đức Hồng Y Angelo Amato, Bộ trưởng Bộ Phong Thánh, Đức Thánh Cha Francisco đã cho phép công bố các sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức anh hùng của bốn vị tôi tớ Chúa và tôn phong các ngài lên bậc đáng kính. Tất cả bốn vị đều là giáo dân. Thứ nhất, là đấng đáng kính Giorgio Lapira, người được xem là một thị trưởng thánh, sinh ngày 9 tháng Giêng năm 1904 tại Sicilia, nước Ý. Ngài làm thị trưởng tại thành phố Firenze. Trong chức vụ này, Ngài đã mang cơm bánh và ân sủng chúa cho dân chúng. Ngài cũng là giáo sư đại học, nhà nghiên cứu, thành phần của đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo là bộ trưởng và là con người của đức tin và cầu nguyện một con người kiến tạo hòa bình thật sự ngài qua đời tại Firenze vào ngày 5 tây tháng 11 năm 1977 đứng đáng kính thứ hai là Carlo Acutis sinh ngày 3 tháng 5 năm 1991 tại London. Sau đó gia đình Acutis chuyển về Milano và tại đây cậu bé bắt đầu có mối quan hệ đức tin ngày càng mạnh mẽ hơn cho đến hết tiểu học. Yêu thích các trang internet, Acutis đã biến nó thành phương tiện truyền giáo, triển lãm ảo về phép lạ thánh thể mà cậu đã thực hiện vào năm 14 tuổi làm chứng cho điều này. Trung tâm của cuộc đời Acutis chính là thánh thể, kinh mân coi tình yêu dành cho người khác. Acutis là một cậu bé sống như tất cả mọi người, nhưng yêu mến Chúa Kito cho đến khi qua đời bởi bệnh bạch cầu cấp vào ngày 12 tháng 10 năm 2006 tại Monzaqua khi mới 15 tuổi. Đứng đến kính thứ ba là cô Alessia Gonzalez Barros, sinh ngày 7 tháng 3 năm 1971 tại Madrid, Cô gái người Tây Ban Nha này cũng qua đời khi còn rất trẻ, chỉ 14 tuổi, sau nhiều lần giải phẫu đã chữa trị một khối u ác tính. Alexia đã chịu nhiều đau khổ để cầu nguyện cho giáo hội, cho Đức Giáo Hoàng và cho tha nhân. Alexia qua đời tại Pamplona vào ngày 5 tháng 12 năm 1985. Và đứng đáng kính cuối cùng là Pietro di Vitale, Sinh ngày 14 tháng 12 năm 1916 tại Castelnovo, tỉnh Sicilia, nước Ý. Divitan tham gia hội công giáo tiến hành và là thành viên dòng Ba Francisco. Anh có lòng sùng kính thánh thể và Đức Maria cách đặc biệt. Dù rất chăm chỉ và say mê học tập, Divitan không quên các hoạt động bác ái và tình yêu dành cho tha nhân. Divitan kết thúc hành trình trần thế ở tuổi 23. Vào ngày 29 tháng 1 năm 1940, sau đó thân xác bị hao mòn dần bởi căn bệnh bao tử đầy đau đớn mà anh chịu đựng từ những năm trung học.